các bạn, mình là Minh Huyền và mình đến từ Vinmark. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một con máy cán mực phiên bản mới của nhà mình. Tại sao mình lại nói nó là phiên bản mới? Bởi vì nó có những cái đặc điểm nổi trội hơn cái dòng cũ. Đầu tiên về điểm nổi trội hơn là mình có thể điều chỉnh được độ dày độ móng. Như cái con máy cũ thì mình chỉ có khoảng cách độ dày móng mình chỉ có thể là từ 0 đến 10. Nhưng mà với con máy này thì sẽ là từ 0 đến 20 đây. Nó có chia vạch sẵn ở đây cho chúng mình cùng thấy này. Nhờ vào cái sự chia cái khoảng cách cái độ cán mỏng dày lên đến 20 này thì mình có thể cán được rất là nhiều các cái thực phẩm tùy vào nhu cầu sử dụng của mọi người. Từ có thể là từ mực này, thịt bò, thịt trâu hoặc là cả nấm hương, chân nấm hương nha mọi người. Một điểm nổi bật tiếp theo đó là giữa thanh cán mực và thanh cắt thì mình sẽ được ngăn cách với nhau bởi một màng chắn. Cái màng chắn này thì mình có thể điều chỉnh được. So với cái dòng cũ thì mình phải tháo ra. Còn những cái dòng mới này thì mình chỉ cần gạt nút thôi là mình có thể là ngăn giữa hai cái phần với nhau. Đây là giúp cho cái quá trình sử dụng thao tác của mình nó diễn ra nhanh hơn và dễ dàng hơn. Về cái thanh cán này này thì mình có thể sử dụng cho với bột mì. Các bạn có thể sử dụng để cán bột mì hoặc là đối với mực với thịt trâu thì các bạn cũng có thể sử dụng cái thanh cán này để cán luôn. Giới thiệu qua máy nên là mình chưa lắp đầy đủ. Bây giờ mình sẽ thao tác lắp vào máy cũng như là khi mà các bạn xem quá trình này thì lúc mà các bạn tháo ra vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Một điểm nổi bật của cái máy này nữa là mình có cái thanh chắn ở đây giúp cho thực phẩm nó sẽ không bị mà bắn tung tóe hay bị bẩn. Mình sẽ thao tác cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn lưu ý giúp mình là ở phần giữa con cán mực này có hai cái ốc ở giữa nhé, thì các bạn sẽ tháo cái phần ốc này giúp mình này. Thao tác cực kỳ là đơn giản, chỉ cần một cái tô vít thôi. Mình cho cái miếng đệm này lên. Phần miếng mica cả chắn này. Đấy. Giúp thực phẩm của mình nó sẽ được sạch sẽ hơn. Rất nhiều khách hàng của mình là thắc mắc là không biết là con máy cán mực này có sử dụng dễ dàng hay không. Thì bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắm điện. Và các bạn để ý cho mình ở bên phần hông trái có một cái chiếc công tắc. Đây các bạn bật công tắc này. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây là máy nó đã chạy rồi. Và khi mà mình cán thì mình điều chỉnh được cái độ. Đầu tiên là các bạn sẽ điều chỉnh nó mỏng tùy vào cái thực phẩm mà các bạn cán nhé. Ví dụ như mực này thì nó không quá dày nên là mình sẽ điều chỉnh nhỏ. Có rất nhiều khách hàng lầm tưởng là mình chỉ cán một lần là được. Nhưng không các bạn ạ, khi mà mình cán thì mình phải điều chỉnh. Ví dụ như cái độ dày mỏng khác nhau. Ví dụ như mình cán thịt bò nhé thì mình phải chỉnh rộng nó ra một chút. Mình cán mỏng dần theo cái độ mà mình mong muốn chứ không phải một lần là được luôn. Nên là khi mà các bạn mua máy thì các bạn lưu ý cái phần này giúp mình. Cách để điều chỉnh cái khoảng cách nhé. Các bạn đồng thời này xoay hai nút này. Mình sẽ xoay theo ngược chiều kim đồng hồ để xích cái cán mực này vào. Okay. Các bạn điều chỉnh khoảng hẹp của con máy cắn của cái quả lô này. Điều chỉnh độ hẹp thì mình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ nhé. Còn nới rộng ra thì mình sẽ xoay ngược lại chiều kim đồng hồ. Thế bây giờ mình sẽ cán con mực này cho các bạn xem thử ạ. Đây là mình điều chỉnh cái mình sẽ điều chỉnh cái thanh cán này nó vào một chút nữa để cho các con mực nó được dẹp hơn. Các bạn nhớ nhé là mình sẽ xoay ở hai cái núm bên trên này này, hai cái núm đỏ bên trên xoay theo chiều kim đồng hồ. Mình
mình sẽ điều chỉnh cho đến khi nào mà cái độ mực mà mình mong muốn là nó mỏng ra đến đấy thì mình sẽ điều chỉnh đến cho đến khi mà mình dừng lại. Đấy. Như các bạn đã nhìn thấy thì con mực của mình khi mà mình cho cán càng mỏng thì nó sẽ đang càng dài ra này. Của mình thì hay mua cái chiếc máy này để cán mực, để làm mực gym, mực tẩm gia vị. Đây như các bạn nhìn thấy là nó sẽ rất là mỏng. Nếu mà các bạn cán mỏng hơn nữa thì các bạn sẽ điều chỉnh cái độ cái nút này vào sâu thêm nữa nhá. Cực kỳ là ngon đúng không ạ? Mình có thể còn cán mỏng được nữa hơn nữa này. Nó cực kỳ là tiện đúng không các bạn? Đây như các bạn nhìn thấy là từ đầu thì nó chỉ có một là con mực nó mỏng, nó nhỏ như này thôi, nhưng khi mà mình cán thì nó được dài như này. Mình có thể cán được dài hơn nữa mà bằng cách là điều chỉnh cái độ cán của nó. Sao nữa nhỉ? Em thử cái thanh cán nhá. Vừa rồi là mình thao tác từng cái bước, từng cán các loại thực phẩm khác nhau cho các bạn biết, để các bạn biết cách sử dụng. Còn với cái con mực này thì nó khá là mỏng nên là mình chỉ cần thao tác 1 đến 2 lần là được.